đưa cái đầu vô cắn cái đầu như đầu trâu thôi. Ơi, hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay anh em mình đi ra ngoài ruộng câu cá mọi người. Ruộng lúa xanh rất là đẹp luôn nè. Đang kiếm ở trên bờ này, kiếm mấy cái tổ ong nghệ bắt để mình làm mồi câu cá nha. Có ổ mồi nhỏ xíu à, bơi cặp cặp vô Để nữa. chút xíu nữa gặp cái ổ to mình quay cho mọi người xem, tại cái ổ nhỏ không có bắt cho nên không có quay. Đó, đi dưới xuồng bơi ra ngoài vuông câu cá nó hấp dẫn lắm mọi người. Đó, lúa xanh lúa nó chỗ nè. Đó, rất là đẹp luôn. Giữa trưa nha. Cây này ít lắm, mấy có mấy cái cây đồ á, mấy có ong nhiều. Có mấy cây lứt đắng kìa. Chỗ cây băng dây dài đó. Bữa quay lấy băng bằng ngay đó đó. Cây bằng đó đó hả? Nãy giờ kiếm vòng vòng trên bà sậy này mà không thấy ổ ong nào để làm mồi câu hết trơn mọi người. Anh em mình dở cái lú á, dở cái lú để kiếm tôm làm câu. Lú đây nè. Nè, mọi người dở cái lú, dở lú kiếm một hai con tôm để mình làm mồi câu nha mọi người. Câu dưới đây câu cá rô thôi, vậy không đó, có một con, là mồi câu cũng rất là ngon này. Nhà mình chỉ kiếm hai con thôi là đủ câu Đó, đây. hai con rồi đó, rồi lọt rồi. Ê, đây đây con này câu mấy tịch nè. Rồi rồi kéo lên, con chết ha. Rồi, con chết câu mấy đã. Đó, tầm sú nuôi dưới vuông luôn mọi người. Bắt rồi mình làm mồi. Kiếm ong, mồi ong thì nhạy hơn nhưng mà nãy giờ mình kiếm không thấy được tổ ong nào hết. Rồi, có mồi câu nha mọi người. Rồi mọi người, giờ anh em mình đậu xuồng ngay đây nè. Đậu xuồng sát vô mé mương nè, câu cá ngoài đây nè. Ngoài ruộng lúa xanh luôn nè mọi người thấy không? Đó, rất là hấp dẫn luôn nè. Đó. Thử phát đầu tiên nha mọi người, mồi tôm nha. Ơi đây mọi người nè, mồi tôm nè, nó cũng kiếm được mấy con nữa. Bây giờ bắt đầu mình câu nha, móc mồi vô thử một phát đây dính không. Một phát đầu tiên nha, 2 cân nha mọi người. Đó, con cá đang gậy gậy nè mọi người. Đó, ngục phao rồi. Rồi. Hết mồi. Sao gì đen đen vậy? Ơi. Trời. Lên một em mọi người. Chỗ lúc càng câu. Đây, đây anh em. Đó, rất là to nha mọi người. Rồi, tiếp tục mọi người. Trời mưa luôn rồi nè. Đó, người thấy không? Mưa nữa. Câu cá trời mưa luôn. Hấp dẫn. Rồi sảy rồi đủ nữa ăn rồi đó. Rồi cá tục gị mọi người, trời mưa mà gị luôn nè. Đó đó người thấy không, chưa nuốt chưa nuốt. Nó mới ghẻ à. Đó, gậy đó, gậy đó. Từ từ nhử cho nó. Gậy 2 cân luôn mọi người. Xem cân nào dính nha.
Lên một em mọi người. Rồi sảy rồi. Rồi. Từ đây lên một em nha. Rồi tiếp tục mọi người, mưa lớn luôn rồi. Đó mọi người thấy mưa. Rồi cá ăn nha mọi người. Rồi sảy luôn. Đó, cần mấy cây kéo nha mọi người. Có dính không nha. Ồ lên một em nữa mọi người. Nhỏ nhỏ nhỏ. Anh trai sắc á. Trời mưa câu dính rất hấp dẫn, câu cá với trời mưa rất hấp dẫn luôn mọi người. Mưa cũng lớn mấy, lâu lâu nó lớn được chút à. Móc mồi bự bự. Đó, móc mồi bự bự dính cá bự nha mọi người. Tiếp tục nha. Ồ, vừa để xuống nó ăn rồi mọi người. Lên nha. Trời ơi. Sảy rồi. Đó, lại gậy tiếp tục nữa mọi người. Nhử cho nó ăn lâu lâu nha. Lên nào. Một em. Tiếp tục lắm một em nha mọi người. Nhẹ thôi. Mấy cái mỏ nó yếu quá. Hôm nay anh em mình định là câu cá rồi sẽ làm một cái clip nướng cá cho anh bà Vuông luôn, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Mọi người nhớ đón xem hết clip nha mọi người. Khúc sau là anh em mình sẽ nướng cá mà bà Vuông luôn. Dính rồi, dính rồi. Rồi. Chỗ móc mỏi chút xíu vậy. Lên một em nữa mọi người ơi. Đây, tiếp tục một em nữa. Rồi, rồi, cần bên đây gỉ luôn mọi người. Xem lên không nha. Rồi, rồi, mới gỉ. Trời ơi, sảy. Dịch nhẹ luôn á. Nó ăn ngầm. Đó, cá đang lo mọi người. Lên một em. Con này bằng nè. Lên em rất là to, gỡ luôn, gỡ luôn, gỡ luôn, gỡ luôn. Đang phát nè, chụp nè, chụp nè. Đó. Ê, một em rất là to mọi người. Câu đỉnh luôn á mọi người ơi. Câu dính con mắt chứ không dính cái mỏ mọi người ơi. Vậy dính mắt hả? Ừ. Đã vậy. Rồi con mắt ra luôn nè. Cá không nuốt mà giật dính luôn á, nó hấp dẫn mọi người. Nguyên bài cá nó bu lại dính lưỡi câu. Khó ăn mồi. Rồi, tiếp tục nha. Ôi, lại gỉ nữa mọi người. Rồi xem lên cá không nha. Lên. Hấp dẫn luôn. Đây, đây, đây. Rồi, một em nữa mọi người. Cá không được to nhưng kiếm ăn được. Bàn lập. Ô, gậy nữa mọi người. Xem lên cá không nha. Lên. Rồi, sảy ơi. Con, vẫn con mồi. Ô, gậy rồi mọi người. Lên một em to. À, chụp nha. Một, chụp. Từ từ, từ từ. Một, hai, ba, chụp. Đó. Em rất là to luôn. Ồ, cá là gì mọi người? Lên nha. Lên, một em rất là to luôn. Cực bên đây nữa nha mọi người. Ôi, rồi, sảy lượt luôn. Hai cực sảy một lượt luôn. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục.
Rồi cá lá gỉ nữa mọi người. Xem lên em cá tôm nha. Ôi, nghĩ gì vậy? Còn không? Lên một em cá tôm mọi người. Ê, em rất là to luôn nè. Đó, mình thấy không? Rất là ú luôn đó. Có cái vô không chưa dục chơi vô. Để đi, hồi bắt luôn. Rồi, tiếp tục nha. Đó, đang ngầm nha mọi người. Lên một em. Để bắt luôn. Rất là mập. Nó dở lên sảy nha. Đó. Em cũng mập nè mọi người. Nè. Dính mép có chút xíu à. Đó, lôi liệt liệt không biết dính không. Lên một em. Em nhỏ xíu mà mày lôi quá trời lôi. Ê, lên một em nhỏ nữa mọi người. Rồi mọi người, nãy giờ anh em mình câu được nhiêu nè. Bắt trước bỏ vô xô để mình chuyển chỗ lên trên bờ ngồi câu. Câu dưới xuồng nó một con quá. 2 con, 3, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con, 11. Yeah. 12, tổng cộng 13 con. Rồi, 13 em nha mọi người. Giờ chuyển lên trên bờ để câu cho nó ít động nước mọi người. Đây mọi người, mình hai cái bắp chuối này nè. Để chút xíu nữa mình vô mình nướng cá, nướng luôn cái bắp chuối nha mọi người. Đó. Trước ngay ngay ngoài vuông luôn nha mọi người. Đó, đây nè. Rất là to luôn. Đó, bên đây còn một bắp nữa nè mọi người. Chính thấy mình hái một bắp thôi. Chuối rất là to luôn mọi người thấy không? Ôi, lên một em mọi người ơi. Điểm mới nãy giờ nó ghẻ quá trời ghẻ mà dựng sảy không mà mới lên được một em đầu tiên nè. Rớt. Đó. Đó, lên một em mọi người. Nhỏ. Mưa luôn rồi nè. Lấy cá hết ăn mọi người. Rồi trời mưa lớn luôn mọi người ơi. Do trời mưa lớn quá cho nên anh em mình không làm được cái clip nướng cá ngoài bờ vuông cho mọi người xem mọi người. Mình hẹn hôm nào sẽ làm cái clip nướng cá cho mọi người xem sau nha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Hoàng Linh Vlog nha. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.